Tăng tên Trí Thường, người ở Quý Khê, Tín Châu, thuở nhỏ xuất gia. Chí cầu thấy tánh, một hôm đến tham lễ, sư hỏi, ông từ đâu đến, muốn cầu việc gì? Bạch rằng, học nhân gần đây đến núi Bạch Phong ở Hồng Châu, lễ Hòa Thượng Đại Thông, nhờ chỉ nghĩa kiến tánh thành Phật, nhưng chưa giải quyết được khổ nghi, nên từ xa đến đây lễ Hòa Thượng, mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Sư nói, Đại Thông Hòa Thượng, nói những lời gì câu gì, ngươi hãy thử kể coi. Trí Thường thưa, Trí Thường đến nơi kia trải qua 3 tháng chưa được chỉ dạy, vì lòng tha thiết vì pháp nên một hôm riêng vào trượng thất thưa hỏi, thế nào là bổn tâm bổn tánh của con? Hòa Thượng Đại Thông nói rằng, ngươi thấy hư không chăng? Trí Thường đáp, thấy. Hư không vô hình mà có tướng mạo gì? Ngài Đại Thông bảo, bổn tánh của ngươi ví như hư không, chọn không một vật có thể thấy, ấy gọi là chánh kiến. Không một vật có thể biết, ấy gọi là chân tri. Không có danh vàng dài ngắn, mà chỉ thấy cái bổn nguyên thanh tịnh, giác thể viên minh, đó tức gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. Học nhân tuy nghe thuyết như vậy, nhưng cũng chưa hiểu thấu đáo, cú xin Hòa Thượng chỉ dạy. Rằng, Tăng Trí Thường là người huyện Quý Khê, Giang Tây. Lúc nhỏ xuất gia, tâm của ông ta muốn kiến tánh. Một ngày nọ đến tham bái Lục Tổ Đại Sư. Lục Tổ Đại Sư hỏi, ông từ đâu đến đây? Đến đây cầu cái gì? Giống như Ngũ Tổ Đại Sư hỏi Lục Tổ Đại Sư, ông là người ở xứ nào, muốn cầu cái gì? Lục Tổ Đại Sư trả lời, con từ Tân Châu đến đây chỉ cầu làm Phật. Ngũ Tổ Đại Sư nói, ông là dân Man Di, làm sao có thể thành Phật? Lục Tổ trả lời, thân Man Di cùng với thân Hòa Thượng không giống nhau, như Phật tánh nào có sai khác. Nay có người đến, Lục Tổ cũng hỏi như vậy. Trí Thường trả lời, còn gần đây đến bái kiến Hòa Thượng Đại Thông ở núi Bạch Phong, Hồng Châu, nhớ ơn Hòa Thượng Đại Thông khai thị nghĩa lý kiến tánh thành Phật, nhưng trong tâm vẫn còn rất nhiều nghi vấn, cho nên từ xa xôi đến đây thân cận đại đức thiện tri thức, cúi mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy đạo lý khiến con không còn hổ nghi. Lục Tổ Đại Sư hỏi, Hòa Thượng Đại Thông dạy cho ông lời gì, ông nói cho tôi nghe. Trí Thường trả lời, con đến chỗ Hòa Thượng Đại Thông trải qua hơn 3 tháng nhưng chưa được sự giáo huấn dạy bảo, con vì pháp quên mình, vì pháp cần thiết, cho nên một đêm nọ con tự mình đến phòng phương trượng thỉnh giáo Hòa Thượng Đại Thông như thế nào mới là bổn tâm và bổn tánh của Trí Thường. Hòa Thượng Trí Thông trả lời, ông đã nhìn thấy hư không chưa? Con trả lời, con đã thấy hư không. Hòa Thượng Đại Thông trả lời, ông biết hư không có tướng mạo gì? Con lại nói, hư không không có hình tướng, nếu có hình tướng thì đã không gọi là hư không, đã là vô tướng lại có hình tướng gì ư? Hòa Thượng Đại Thông khai thị, bổn tánh của ông và hư không thì tương đồng, không có một vật có thể thấy, đó chính là chánh kiến. Không có một vật có thể biết, đó là chân tri. Bổn tánh của ông không có màu sắc xanh vàng và hình tướng dài ngắn. Ông thấy bổn nguyên thanh tịnh, giác thể, viên minh, đó gọi là kiến tánh thành Phật, cũng gọi là tri kiến Như Lai. Học nhân Trí Thường tuy nghe thuyết pháp như thế nhưng vẫn không hiểu rõ, nên thỉnh Hòa Thượng vì con khai thị. Sư nói, chỗ sư Đại Thông nói đó cũng còn sự thấy biết, nên khiến ngươi chưa hiểu thấu, nay ta chỉ cho ngươi một bài kệ. Chẳng thấy một pháp còn thấy không, giống như mây nổi che mặt nhật, chẳng biết một pháp giữ biết không, lại như hư không xanh điện chớp. Tri kiến này bỗng nhiên dấy lên, lầm nhận đâu từng hiểu phương tiện. Ông phải một niệm tự biết lỗi, tự kỳ linh quang thường hiển hiện. Trí Thường nghe bài kệ rồi tâm ý hoát nhiên, bèn nói kệ rằng, vô cớ khởi tri kiến, chấp tướng cầu bồ đề, tình còn một niệm ngộ, đâu vượt mê ngàn xưa, tự tánh giác nguyên thể, tùy chiếu luống đổi rời, chẳng vào thất tổ sư, mở mịt chạy hai đầu. Rằng, Lục Tổ Đại Sư nghe xong liền nói, Hòa Thượng Đại Thông thuyết pháp vẫn còn tri kiến, cho nên mới khiến cho ông không hiểu rõ, tối nay vì ông thuyết một bài kệ tụng. Không thấy một pháp thì vạn pháp đều không. Nếu ông vẫn còn cái thấy không thấy này thì vẫn còn một cái không thấy tồn tại. Đó giống như mây trôi che phủ mặt trời. Một pháp không lập chính là không biết một pháp. Cái gì cũng không tồn tại nhưng ông vẫn chấp vào tri kiến không biết một pháp. Lại có một cái không tri, cái biết không.
Ông đối với đạo lý này dường như hiểu rõ, kỳ thực vẫn còn tồn tại truy kiến. Đó giống như trong không trung vốn cái gì cũng không có nhưng lại sinh ra tia chớp. Cái thấy không thấy của ông và cái biết không biết của ông ngay trước mắt ông lập tức hiện tiền. Vì hiểu lầm loại tri kiến này cho nên không thể hiểu rõ pháp môn phương tiện. Nay ông cần phải ngày niệm trước mặt giác ngộ rằng bảo thủ cái thấy không thấy này, cái biết không biết này là sai lầm. Vậy thì tự nhiên trí huệ vốn có của ông, Phật tánh vốn có, Như Lai tạng tánh vốn có thường hay hiện tiền. Pháp sư Trí Thường sau khi nghe Lục Tổ Đại sư thuyết kệ, ngay lúc đó buông bỏ vạn duyên. Lúc buông bỏ không thể tồn tại cái tôi đã buông bỏ. Nếu vẫn còn tồn tại cái niệm tôi buông bỏ thì vẫn chưa buông bỏ. Nếu quý vị thật không có cái thấy biết phản bổn hoàn nguyên thì không nên tồn tại một cái tri kiến. Trí Thường sau khi hiểu rõ cũng là một bài kệ tụng. Vô cớ khởi tri kiến, không có một lý do, bỗng dưng lại sanh ra một cái thấy không thấy vô kiến, cái biết không tri. Sanh ra vô kiến và không tri, đó đều là chấp vào tướng, giống như vô niệm đã giảng ở trên. Nếu trong tâm quý vị thường muốn tìm ngã vô niệm